Hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 1975. Theo dấu giày show, xin phép được tường thuật lại một sự việc diễn ra cách đây không lâu. Khi chúng tôi đang có mặt tại tỉnh Phú Yên, nơi diễn ra một cuộc di tản lịch sử. Có lẽ là không hề thua kém gì hành trình tìm tới tự do năm 1954. Tức phim được ghi lại vào ngày 25 tháng 3. Khoảng 1 triệu người đã được di tản do áp lực leo thang từ lực lượng phiến quân. Cảnh tượng dòng người nối đuôi nhau thành nhiều hàng dài chạy dọc trên quốc lộ khiến cho người ta đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Tưởng chừng như ngày tận diệt của thế giới sắp tới. Người ta đang rời khỏi nơi từng là tổ ấm của mình để tới những khu vực an toàn hơn. Để nắm bắt rõ ràng hơn, hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết trong những lời tường thuật sau đây. Trong thời gian 3 tuần qua, ước tính có khoảng 1 triệu người đã bị di tản khỏi nhà của họ khi các lực lượng cộng sản tiếp tục tăng cường áp lực lên quân đội chánh phủ. Những người đã chọn cách triệt thoái và từ bỏ nhiều lãnh thổ rộng lớn của đất nước. Gần như hầu hết những con đường có thể đi được từ trung phần trở vô nam đều đã bị kẹt cứng bởi dòng người hỗn loạn tìm nơi tị nạn. Hỏa lực từ quân cộng sản liên tục đe dọa thường dân, quấy phá và cô lập tuyến đường chánh. Điều mà đáng lẽ họ không nên làm, vì họ không có quyền ngăn cản người dân di tản khỏi vùng chiến. Chỉ vì dòng người đang hướng về nơi có sự hiện diện của quân đội chánh phủ, vì họ tin rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ đưa mình tới nơi an toàn. Một dòng người khá đông đã bị mắc kẹt khi đang trên đường từ cao nguyên Trung Phần về tới thành phố ven biển Tuy Hòa. Có lẽ do cây cầu gần nhất đã bị hư hỏng nặng vì liên tục hứng chịu hỏa lực từ quân đội cộng sản, và nhiều cây cầu khác lại bị chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa vô tình phá hủy khi di tản cùng dân thường, khiến cho các phương tiện khó di chuyển, làm cầu bị sập do quá tải. Cây cầu phao bắc qua sông Ba và cầu Cây Sung cũng nằm trong tầm ngắm của Bắc Việt. Nhiều trực thăng đang rà soát xung quanh dòng người tị nạn. Họ tìm cách bắn trả cộng quân để phần nào tạo sự yên tâm cho người dân, đồng thời cũng cố gắng thả những ổ bánh mì cho người tị nạn khi đang bay ở tầm thấp. Những trại tị nạn ven biển mỗi lúc càng đông đúc và dường như đã quá tải, khi nhiều người đang liều mạng tiến về khu vực mà họ cho là tương đối an toàn. Cũng trong ngày thứ ba, 25 tháng 3, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh cho Thủ tướng Trần Thiện Khiêm tìm cách cải tổ chánh phủ để ổn định nội tình và tìm người có đủ sức mạnh cũng như tri thức để đối thoại với phía Bắc Việt. Nhưng không lâu sau đó, ông Khiêm buộc phải từ chức và để Chủ tịch Hạ viện Nguyễn Bá Cẩn thành lập chánh phủ mới. Cục diện chiến tranh đã thay đổi hoàn toàn. Sự gấp rút trong việc bỏ cao nguyên Trung Phần và nỗ lực cải tổ chánh phủ đã khiến cho chánh trị miền Nam càng trở nên bất ổn, hỗn loạn, cũng như dòng người đang di tản để tránh hỏa lực của Cộng sản. Cuộc di tản lịch sử đầy nước mắt có lẽ là những hy vọng cuối cùng của người dân miền Nam Việt Nam, nơi họ có thể tìm kiếm một cơ hội mới, một tương lai mới, giống như lần tản cư vĩ đại năm 1954. Nhưng những ngày sắp tới, chiến cuộc sẽ ra sao? Vận mệnh đất nước có được cứu vãn kịp thời hay không? Hãy cùng theo dấu giày show đón chờ những phóng sự tiếp theo để được tỏ tường hơn. Border Show tương trinh từ cuộc chiến những ngày khói lửa tháng 4 năm 1975.
Nào còn những phút hái hoa vườn trăng suốt đêm chung tiếng cười. Tôi bước theo tiếng gọi những người trai tha thiết với tương lai. Tôn thờ và yêu không bến bờ, niềm tin là một ngày mai non nước chung một màu cờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng, ngoài ô đây con đường tắm trăng vàng, mà sao không thấy nàng tìm em. Giờ tìm ở đâu sao không gắng đợi chờ nhau. Tôi hỏi người quen, nàng nay là nữ cứu thương trên chiến trường. Dặm ngàn sông xa biết sao nàng vui dân thân trên bước đường. Con tim em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Vì tình yêu
Lòng anh không hờn không nuối tiếc, yêu em anh đã ngại đời nhà binh. Toại mang súng trận đầu non sắp, thì anh đâu dám bảo em đợi chờ. Và tương lai anh nào đâu có gì em ước mơ. Xa bên vắng lênh đênh qua khắp nẻo đường dọc ngang, nay anh trấn tiền đồn bên hết, ngày mai anh băng rừng qua Hà Lan, nghìn đêm trong chiến hào anh đối diện cùng hoa thương. Làm sao anh dìu em đi phố, đưa em qua khắp nẻo đường tình yêu. Xưa gió lạnh đầy vai áo, mà em đâu biết lạnh đi vào, vì trên con phố nhỏ anh vẫn còn vui với em. Hôm nay đã quá xa rồi, em đâu thể chờ người tình xa bạn thôi, vì tình yêu không hờn không nuối tiếc. Yêu em anh đã ngại đời nhà binh, vai mang súng trận đầu non sắt, thì anh đâu dám bảo em đợi chờ. Và tương lai anh nào đâu có gì em ước mơ. Và tương